thời kỳ brezhnev đã biến thành một thời kỳ tham nhũng toàn diện ngay cả kgb cũng có một số người bán thông tin cho mỹ người dân liên xô đặt kỳ vọng rất cao vào gorbachev coi ông là vị cứu tinh lớn đưa liên xô thoát khỏi bệnh tật và tiến vào thế giới mới xin lỗi ông ấy không phải vậy andropov mới là hy vọng cuối cùng của liên xô là một người bị đánh giá thấp một cách nghiêm trọng trong lịch sử thế giới nếu Andropov có thể sống thêm 10 năm, Liên Xô chắc chắn sẽ không sụp đổ. Khi đến tay Stalin, đặc quyền đã trở thành một biện pháp quan trọng để ông kiểm soát các quan chức. Ông để các quan chức hưởng thụ một cuộc sống vật chất mà người bình thường khó lòng chạm tới, nhưng nếu chống lại ông, họ có thể mất đi cuộc sống đó trong chớp mắt, thậm chí có thể bị tống vào tù. Phần lớn quan chức vì thế mà phục tùng ông một cách triệt để. Trong hồi ký của Yeltsin, những đặc quyền đa dạng này được ghi chép rất chi tiết. Họ có bác sĩ riêng, viện điều dưỡng riêng, quầy hàng riêng trong các cửa hàng bách hóa, trường học riêng, nhà hàng sang trọng, tiệc tùng hoành tráng như cung điện, phương tiện giao thông tiện nghi và đủ loại trợ cấp. Sau khi Yeltsin trở thành ủy viên dự khuyết của Bộ Chính trị, ông được phân cho ba đầu bếp, ba người phục vụ, một nữ lao công, một người làm vườn và một vệ sinh trưởng. Nếu ông muốn làm một bộ quần áo, chỉ cần nói một câu sẽ có thợ may đến gõ cửa văn phòng. Đến ngày quốc tế phụ nữ 83, sẽ có người mang đến một danh sách các món quà có thể làm hài lòng bất kỳ người phụ nữ nào, tùy ý lựa chọn. Yeltsin nói, Lần đầu tiên ông thấy ngôi biệt thự của mình, ông đã bị sốc. Ông không rõ rốt cuộc có bao nhiêu phòng vệ sinh và phòng tắm. Bàn ăn trong phòng ăn dài tới 10 mét và nhà bếp thì giống như một nhà máy chế biến thực phẩm khổng lồ. Lúc bây giờ, xe Zil của các quan chức cấp cao còn chưa ra khỏi cổng, các trạm gác dọc đường đã nhận được thông báo, đảm bảo đèn xanh suốt tuyến để xe chở quan chức nhanh chóng đến nơi, đúng với tinh thần giai cấp vô sản. Nhà văn Gorky cũng được hưởng đãi ngộ quý tộc. Trong biệt thự lộng lấy, có hơn 40 người phục vụ riêng cho ông. Nhà văn Pháp Roman Roland sau khi đến thăm ông đã rất ghen tị, viết trong nhật ký Moscow rằng Liên Xô đã xuất hiện một giai cấp đặc quyền cộng sản đặc biệt, họ tự chiếm hết vinh quang của cải và tiền bạc. Gorbachev không chấp nhận hành vi đặc quyền, khiến mọi người cảm thấy ông không phải người của mình, nên ông bị cô lập trên chính trường. Tuy nhiên, may mắn là có Andropov bảo vệ ông. Tháng 7 năm 1978, lãnh đạo cũ Kulakov đột ngột qua đời. Andropov tiến cử lão huynh vào trung ương, tiếp quản vị trí của Kulakov. Ông còn công khai phản nàn rằng một số người bất tài không muốn lão huynh đến Moskva. Để đề cử Gorbachev, ông đích thân thuyết phục ông lớn Brezhnev vào ngày 19 tháng 9 năm 1978, đi tàu hỏa tới Baku, đích thân khảo sát Gorbachev Andropov đã lo lắng rất nhiều cho Gorbachev, nhưng ông không có lợi ích riêng nào với Gorbachev. Ông thực sự tin rằng quốc gia cần những tài năng trẻ biết làm việc thực tế, trong khi có quá nhiều người già trong bộ chính trị, tầng lớp lãnh đạo quốc gia cần có dòng máu mới. Ông luôn nghĩ rằng Gorbachev là hy vọng của quốc gia. Thưa ông Andropov, Gorbachev sau này thực sự trở thành hy vọng của quốc gia, nhưng lại là hy vọng hủy diệt, chứ không phải hy vọng đổi mới. Dưới nỗ lực của Andropov, tháng 11 năm 1978, Gorbachev khi đó mới mốm đi 7 tuổi, đã được bầu làm bí thư trung ương, kế nhiệm công việc của lãnh đạo cũ, phụ trách các vấn đề nông nghiệp. Khi ông bắt đầu chủ trì cuộc họp của ban bí thư, một số thứ trưởng sau khi tham gia cuộc họp về đã phấn khởi nói, Ôi trời ơi, cuối cùng chúng ta cũng có một người thông minh, thực sự quan tâm đến tình hình đất nước và quyết tâm làm điều gì đó. Lúc này đã 23 năm trôi qua kể từ khi Gorbachev tốt nghiệp đại học rồi Moscow, nhưng khi trở lại, ông không còn là chàng thanh niên năm xưa nữa. Ngày 10 tháng 11 năm 1982, Brezhnev, 76 tuổi, uống quá nhiều thuốc ngủ và qua đời trong giấc ngủ tại phòng ngủ trong biệt thự của mình. Andropov kế nhiệm chức vụ Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Brezhnev cai trị Liên Xô trong 18 năm, thời gian cai trị chỉ đứng sau Stalin. Ông cũng kế thừa mô hình Stalin, bãi bỏ chế độ luân chuyển cán bộ được Khrushchev thiết lập tại đại hội lần thứ 22, thay vào đó là chế độ bổ nhiệm và suốt đời. Trước đây, một cán bộ thường làm việc tại một vị trí trong 3 năm, giờ đây một khi đã làm thì kéo dài hơn 20 năm. Tỷ lệ tái nhiệm tại đại hội lần thứ 23 của Đảng Cộng sản Liên Xô đạt 90% trừ những người đã qua đời, những người khác đều giữ nguyên vị trí. Quy mô công chức dưới thời ông đã mở rộng gấp 5 lần. Chỉ riêng Bộ Công nghiệp đã có một bộ trưởng và 18 thứ trưởng. Mọi người đều muốn trở thành công chức. Vào năm 1980, Liên Xô với dân số 220 triệu người có 18 triệu công chức. Hệ thống này đã tạo ra khoảng 3 triệu người thuộc tầng lớp đặc quyền. Đây là một tầng lớp không thay đổi, chống lại cải cách để bảo vệ đặc quyền của mình. Dẫn đến vấn đề tham nhũng ngày càng nghiêm trọng thời Khrushchev, tham nhũng trong giới quan chức chỉ là hiện tượng cá biệt, nhưng đến thời Brezhnev, tham nhũng đã trở thành vấn nạn lan rộng. Bản thân ông rất thích quà tặng đắt tiền, xe hơi sang trọng và sở hữu 10 biệt thự riêng. Quan chức tham gia buôn lậu ngũ cốc và kim cương, thậm chí còn bắt đầu bán thẻ đảng viên. Vào những năm 1970, một số nơi ở Azerbaijan đã công khai bán các chức vụ cho bí thư, quan chức bộ và người quản lý. Bí thư thứ nhất của đảng bộ tỉnh Kashkadaria của Uzbekistan, Kapurov, đã đích thân bán các chức vụ ở cấp tỉnh. Ngay cả KGB cũng có một số người bán thông tin cho Mỹ. Dưới thời Brezhnev, mặc dù tổng sản lượng công nghiệp của Liên Xô năm 1975 đã đạt hơn 80% của Mỹ và tổng sản lượng nông nghiệp đạt 85%, nhưng cả quốc gia đã mất đi niềm tin và sự phát triển kinh tế cũng bắt đầu suy thoái từ cuối những năm 1970 và dần dần dừng lại. Bộ Ngoại thương của Bộ Ngoại giao, Bộ Hậu cần, Bộ Công nghiệp nhẹ và Bộ Văn hóa Liên Xô đều có hiện tượng ăn cắp tài sản nhà nước. Liên Xô đã bộc lộ những dấu hiệu suy tàn nghiêm trọng. Bà Furtseva, từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa Liên Xô, đã lấy một phần vật liệu dùng để sửa chữa nhà hát lớn để xây dựng biệt thự của mình. Sau khi bị tố cáo, Bộ Chính trị đã tổ chức họp phê bình bà. Furseva đã nổi danh tại chỗ, đứng dậy và nói, có gì để trách tôi chứ? Hãy nhìn lại chính các người đi. Trong môi trường chính trị như vậy, việc đầu tiên Andropov làm khi nhậm chức là sử dụng các biện pháp mạnh tay để chống tham nhũng. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sokolov và Giám đốc Cục Xuất khẩu Công nghiệp Smirlyakov đã tham lam vô độ dưới thời Brezhnev. Khi kiểm tra tài sản của Sokolov, người ta phát hiện nhà ông trải thảm quý đến 7 lớp, tranh vẽ và đồ cổ không đếm xuể. Andropov đã trực tiếp xử tử hai người này. Từ tháng 11 năm 1982 đến cuối năm 1983, Andropov đã xử lý hơn 90 cán bộ cấp bộ trưởng và muốn bày lãnh đạo của hơn 150 khu vực, gây chấn động toàn Liên Xô. Con rể của Brezhnev, Churbanov, vốn là một cảnh sát bình thường, nhưng vì có ngoại hình đẹp trai, đã cưới được con gái ông là Galina và trong vòng 10 năm thăng chức thành thượng tướng, phó bộ trưởng thứ nhất bộ nội vụ nhận tiền đến mức tay mềm. Andropov cũng đưa ông này vào tù. Sau này, ông ta lại được thả ra dưới thời Chernenko và lại bị bắt vào tù thời Gorbachev. Cuối cùng, sau khi ra tù, ông không tìm được việc làm và trở thành một người công nhân lò hơi. Andropov là một trong những nhà lãnh đạo Liên Xô có trình độ văn hóa cao nhất và cũng là người có đầu óc tỉnh táo nhất là một người bị đánh giá thấp một cách nghiêm trọng trong lịch sử thế giới. Ông không chỉ khởi xướng cuộc chiến chống tham nhũng mà còn kịp thời điều chỉnh định vị của Liên Xô. Brezhnev cho rằng Liên Xô lúc bấy giờ đã xây dựng được chủ nghĩa xã hội phát triển. Nhưng Andropov lại cho rằng Liên Xô đang ở giai đoạn đầu của quá trình hoàn thiện và phát triển chủ nghĩa xã hội, một giai đoạn lịch sử dài. Lúc này Ông đã phát hiện ra những vấn đề trong nông nghiệp của Liên Xô và bắt đầu triển khai chế độ khoán hộ gia đình. Đồng thời cũng nới lỏng các ràng buộc trong xây dựng công nghiệp, không ủng hộ việc chính phủ can thiệp quá nhiều vào các doanh nghiệp mà mở rộng quyền tự chủ cho các doanh nghiệp. Năm 1983, sản lượng công nghiệp và nông nghiệp của Liên Xô đều vượt qua năm 1982. Andropov là hy vọng cuối cùng của Liên Xô ông nhạy bén nhận ra những vấn đề của Liên Xô và tiến hành cải cách phù hợp. Nếu Andropov sống thêm 10 năm, Liên Xô chắc chắn sẽ không sụp đổ. Nhưng Andropov chỉ giữ chức vụ lãnh đạo hơn một năm, từ tháng 11 năm 1982 đến tháng 2 năm 1984, trước khi qua đời vì bệnh thận mãn tính, thọ 70 tuổi. Người kế nhiệm Andropov là Chernenko, lãnh đạo thứ sáu của Liên Xô. Ông là một nhà lãnh đạo kém nổi bật nhất Chernenko sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bắt đầu sự nghiệp từ việc tham gia quân đội, sau đó trở thành người quản lý nội bộ thân cận của Brezhnev. Ông không có thành tích quân sự hoặc chính trị nổi bật, chủ yếu chỉ làm các công việc vặt và tuyên truyền cho Nieperbond. Công việc chính là ca ngợi Brezhnev như một nhà lãnh đạo được công nhận trên toàn thế giới và một chiến sĩ xuất sắc trong sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Tuy nhiên, trong thời gian tại vị, ông không gây ra rắc rối lớn nào. Cơ bản đồng ý với hướng đi chính trị của Andropov và nhấn mạnh không nên tiến hành các cuộc đấu tranh ý thức hệ. Thay vào đó, tập trung vào phát triển kinh tế, ông cũng tiếp tục mở rộng thử nghiệm quyền tự chủ của doanh nghiệp. Dù không tài năng xuất sắc, nhưng ông cũng không gây ra những sai lầm nghiêm trọng. Sau 13 tháng lãnh đạo, Chernenko qua đời. Tháng 2 năm 1984, ông đảm nhiệm vai trò lãnh đạo quốc gia Đến tháng tư thì việc nói chuyện và thở đã trở nên khó khăn. Nửa tháng trước khi qua đời, ông vẫn phải được đỡ dậy từ giường bệnh để tham gia phỏng vấn trên truyền hình. Chernenko qua đời vào tháng 3 năm 1985, thọ 74 tuổi. Từ năm 1982 đến 1985, từ Brezhnev đến Andropov rồi đến Chernenko, trong 3 năm Liên Xô đã mất đi 3 nhà lãnh đạo quốc gia. Lúc đó, báo chí Mỹ đã vẽ một bức tranh biếm họa châm biếm trong một phòng bệnh treo biển hiệu của bộ chính trị, một đám người già ốm yếu đang ngồi đó, bác sĩ sờ vào ngón chân của một người trong số họ và hào hứng nói: "Ồ, người này vẫn còn cử động được, vậy thì ông ấy sẽ là tổng bí thư." Thực sự là quá nhạo báng, mọi người không còn dám chọn người lớn tuổi làm lãnh đạo tối cao của Liên Xô nữa, vì sợ rằng người này cũng sẽ chết. Cuối cùng, để đảm bảo an toàn, họ đã chọn người trẻ nhất trong bộ chính trị, Gorbachev làm lãnh đạo Andropov đã luôn đào tạo Gorbachev để trở thành người kế nhiệm tối cao, nhưng không ngờ thời khắc này lại đến nhanh như vậy. Đối thủ chính của Gorbachev khi đó là bí thư thành ủy Moscow và bí thư thành ủy Leningrad, nhưng họ đều đã ngoài 70 tuổi, không thể so sánh với Gorbachev 54 tuổi. Ngoài ra, người dân cũng không muốn có một nhà lãnh đạo già nua như Brezhnev hay Chernenko nữa nhưng Gorbachev thì khác ông có thành tích chính trị xuất sắc tại địa phương được lòng dân từng học luật tại đại học moscow và học kinh tế nông nghiệp tại đại học stavropol dù bây giờ đã hói một nửa nhưng lúc trẻ ông từng rất đẹp trai về trình độ học vấn kinh nghiệm chính trị cách đối nhân xử thế ông là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí lãnh đạo liên xô nhân dân liên xô đặt rất nhiều kỳ vọng vào Gorbachev xem ông như một vị cứu tinh sẽ quét sạch những tệ nạn và đưa Liên Xô đến một thế giới mới. Thật tiếc rằng, trong hoàn cảnh quốc tế lúc đó, chỉ có Andropov mới có thể cứu được Liên Xô, nhưng Andropov đã ra đi quá sớm. Cuối cùng, những gì Gorbachev phát động không phải là một cuộc cải cách mà là một thảm họa. Do đó, người trẻ vẫn quá nóng vội. Ngày 11 tháng 3 năm 1975, Trước cuộc họp Bộ Chính trị vào lúc 15 giờ chiều, Gorbachev đã có một thỏa thuận với Gromyko, hứa sẽ để Gromyko giữ chức Chủ tịch Xô Viết tối cao sau khi đắc cử. Gromyko đã tiên phong đề xuất Gorbachev làm Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, ca ngợi ông là người tài năng, uyên bác, không bảo thủ như một số người khác, đặt lợi ích của Đảng và nhân dân lên hàng đầu và có nhiều kinh nghiệm trong công tác Đảng. Các ủy viên Bộ Chính trị khác cũng lần lượt tán dương và ủng hộ. Vào 17 giờ, cuộc họp toàn thể Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô diễn ra, Gromyko thay mặt Bộ Chính trị phát biểu, tuyên bố Bộ Chính trị nhất trí đồng ý Gorbachev làm Tổng bí thư Trung ương. Hội trường bùng nổ trong những tràng pháo tay nồng nhiệt, còn nồng nhiệt hơn cả khi Andropov đắc cử. Gorbachev đứng dậy, mỉm cười và vẫy tay chào mọi người. Nhưng không ai biết rằng, từ khoảnh khắc Gorbachev đứng dậy, sự sụp đổ của Liên Xô đã trở thành điều không thể tránh khỏi. Còn các bạn nghĩ sao? Hãy để lại bình luận bên dưới, nếu thấy hay xin quý vị hãy hoan hỉ cho chúng tôi một like và chia sẻ với mọi người để giúp kênh phát triển. Đồng thời hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại vào video sau bạn nhé.